Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả các bạn chị em đã đang và sẽ kết nối vào live stream học bài học Kinh Thánh buổi tối hôm nay của Hội Thánh. Xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em giờ này. Và tôi tin rằng đây là một trong những giây phút phước hạnh nhất của buổi tối hôm nay, khi chúng ta được học lời của Ngài. Amen anh chị em. Yes. Anh chị em vào rất nhanh phải không ạ? Và rất là vui khi gặp lại ông bà anh chị em ở đây. Sau 2 tuần chúng ta tạm ngưng vì có cái khó huấn luyện phải không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục bài học của mình. Xin Chúa ban phước cho tấm lòng yêu mến lời Chúa của ông bà anh chị em. Xin Chúa ban phước cho tinh thần tìm kiếm và ham mê lời Chúa của ông bà anh chị em buổi tối ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều, cảm ơn Ngài thật nhiều. Wow, xin chào tất cả ông bà anh chị em. Xin chào những khuôn mặt rất là quen thuộc. Xin chào những fan rất là yêu quý Hội Thánh Nhà Muôn Dân. Yes, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, amen. Ông bà anh chị em, cảm ơn Chúa thật là nhiều. Xin Chúa ban phước. Và tôi tin rằng ngay khi anh chị em kết nối vào bài học buổi tối ngày hôm nay, Thánh Linh của Chúa sẽ thăm viếng tâm lòng ông bà anh chị em. Yes, Thánh Linh của Chúa sẽ ban bình an, vui mừng và cho chúng ta một tấm lòng ham mê lời của Chúa buổi tối ngày hôm nay. Yes, xin Chúa ban phước cho ông bà anh chị em nha. Cảm ơn Ngài thật là nhiều. Yeah, xin chào tất cả ông bà anh chị em. Những lời chào trân trọng yêu thương từ Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Và xin Chúa ban phước cho buổi tối hôm nay chúng ta có một bài học tuyệt vời và một buổi cầu nguyện để có thể Chúa giải quyết tất cả những điều mà anh chị em cần. Tôi hãy cầu nguyện Chúa ơi, hãy chữa lành, hãy thêm sự chữa lành, thêm sự ban ơn, thêm sự giải cứu qua những lời cầu nguyện, qua những bài học Kinh Thánh mỗi tối. Xin Chúa ban phước. Amen. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Amen. Rồi, như thường lệ ông bà anh chị em ơi, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào bài học bằng cái sự cầu nguyện. Tôi xin nhắc lại là chủ đề mà chúng ta học hôm nay vẫn tiếp tục chủ đề là ít lời của việc nói tiếng lạ. Và hôm nay chúng ta học bài học cuối cùng, những ít lời của việc nói tiếng lạ. Amen anh chị em. Những ít lời của việc nói tiếng lạ. Tôi cầu xin Chúa hôm nay, Chúa sẽ khích lại tấm lòng anh chị em qua lời của Ngài. Và những ai đã cầu nguyện tiếng lạ, các ngôn ngữ tiếng lạ, sẽ có thêm động lực, có thêm lòng đam mê để chúng ta sẽ sử dụng cái món quà quý báu này từ Đức Thánh Linh, làm cho đời sống chúng ta trở nên tăng trưởng vượt bậc và nhiều điều kỳ diệu sẽ xảy ra trên đời sống bạn chị em. Amen. Nhưng mà trước khi bước vào bài học thì tôi và bạn chị em sẽ dành một ít thời giờ để chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Amen. Xin Chúa thăm viếng tôi, thăm viếng bạn chị em. Tôi ở đây, bạn chị em ở đó, nhưng mà Chúa thì kết nối chúng ta lại làm một, vì Ngài không bị giới hạn bởi bất cứ không gian, thời gian hay bất cứ một cái khoảng cách gì hay một cái phương tiện gì không thể giới hạn được Ngài. Bạn chị em hãy tin điều đó. Amen. Nào, chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện. Mỗi một bạn chị em hãy cầu nguyện cùng tôi. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, con cùng cầu nguyện với anh chị em con. Chúng con lấy đức tin để đến bên Ngài giờ này. Chúng con cần sự hỗ trợ của Ngài, chúng con cần sự giúp đỡ và cần sự viếng thăm của Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, con chào đón Ngài giờ này. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con chào đón Ngài giờ này. Trong danh Chúa Giêsu, chúng con chào đón Thánh Linh của Đức Chúa Trời giờ này. Chào đón Thánh Linh vào mỗi một căn phòng của ông bạn trên con đang ngồi, đang kết nối với bài học buổi tối ngày hôm nay. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Oh hallelujah. Hallelujah. Thánh Linh ơi, hãy chạm ông bạn trên con. Dù bất kể bạn trên con đang ở chỗ nào, dùng phương tiện gì để kết nối, hãy đụng chạm bạn trên con giờ này. Hãy được kết nối trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Hãy được kết nối với Thánh Linh của Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Con cầu nguyện thân của Đức Chúa Trời đụng chạm tất cả anh chị em chúng con giờ này. Bất kể anh chị em chúng con ở nơi nào, bất kể anh chị em chúng con đang dùng phương tiện gì để kết nối, Thánh Linh ơi, chúng con chào đón Ngài. Chào đón Ngài, chào đón Ngài, chào đón Ngài ở trên đời sống của ông bà anh chị em con. Thánh Linh ơi, hãy đến và làm đầy đầy sự bình an, đầy sự vui mừng, đầy sự tươi mới giờ này, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng.
Mỗi một bạn chị em hãy mở môi miệng mình ra và nói: Thánh Linh ơi, con chào đón Ngài. Hãy đến trên con giờ này, hãy dẫn con vào mọi lẽ thật giờ này, hãy an ủi khích lệ tâm lòng con giờ này. Cầu nguyện đến bạn chị em. Sự cầu nguyện rất là quan trọng. Chúng ta đừng bao giờ bỏ qua thời giờ cầu nguyện trước khi mình học lời của Ngài. Hãy luôn luôn suy ngẫm trong tấm lòng và cầu nguyện trong tâm lòng với Đức Chúa Trời. Tôi nhắc lại với anh chị em, tấm lòng của chúng ta là phòng cầu nguyện với Chúa. Tấm lòng của chúng ta là phòng cầu nguyện với Chúa. Trước khi cầu nguyện, tôi muốn bạn chị em, nếu có những điều gì vấp phạm, những điều gì nặng nề, những điều gì lo âu, những điều gì sợ hãi, những điều gì cảm thấy mình biết rằng là không đẹp lòng Chúa, anh chị em ơi, hãy ăn năn giờ này. Mỗi một bạn chị em hãy ăn năn giờ này. Nói cụ thể: Chúa ơi, con đã nóng giận, xin ước Chúa rửa con. Chúa ơi, con đã cay đắng, xin ước Chúa rửa con. Lạy Chúa, môi miệng của con đã nói những lời tục tằn, những lời không xứng đáng. Lạy Chúa, tha thứ và rửa con. Lạy Chúa, hôm nay con có nỗi buồn, nỗi lo, xin Chúa tha thứ cho con. Lạy Chúa, con đã vô tín, xin Chúa tha thứ cho con. Hãy ăn năn, hãy ăn năn, dọn dẹp tấm lòng của mình. Thưa bạn chị em, mỗi một bạn chị em nếu có, hãy dọn dẹp tấm lòng của mình. Tôi nói với bạn chị em rằng lòng anh chị em chính là phòng cầu nguyện, và Đức Thánh Linh không thể bước vào căn phòng cùng với anh chị em khi mà căn phòng của anh chị em đầy dẫy sự vấp phạm, sự bừa bộn, sự tội lỗi, sự ô uế và sự bất khiết. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, tôi phủ huyết Giêsu lên ông bạn chị em giờ này. Tôi phủ huyết của Chúa Giêsu lên bạn chị em giờ này. Hãy được rửa sạch trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy được rửa sạch trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy được rửa sạch trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, tiếp tục lên trên. Tôi muốn anh chị em dành thời giờ này để rửa sạch tấm lòng mình. Amen. Hãy rửa sạch tấm lòng của mình, bất kể dù một chút bất khiết nào trong lời nói, trong tư tưởng, trong hành vi. Hãy rửa sạch bởi huyết Chúa Giêsu giờ này. Tôi nói hãy rửa sạch bởi huyết Chúa Giêsu giờ này. Cảm ơn Ngài. Lạy Chúa. Ôi, tôi chào đón những anh chị em vừa mới bước vào kết nối vào bài học. Hãy ngay lập tức mở môi miệng mình ra cầu nguyện với Chúa giờ này. Mở môi miệng mình ra cầu nguyện với Chúa giờ này. Tôi chào đón tất cả các bạn chị em đang kết nối vào bài học buổi tối ngày hôm nay. Hãy mở môi miệng mình ra và nói: Thánh Linh ơi, con chào đón Ngài. Con chào đón Ngài, con chào đón Ngài. Thánh Linh ơi, con chào đón Ngài giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tiếp tục cầu nguyện anh chị em. Hãy được đổ đầy. Tôi nói rằng bạn chị em hãy được đổ đầy. Hãy được đổ đầy, hãy được đổ đầy, hãy được đổ đầy Thánh Linh buổi tối ngày hôm nay. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy được đổ đầy, hãy được đổ đầy, hãy được đổ đầy. Con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Ngài. Tôi hy vọng rằng ông bà anh chị em cảm nhận được sự đụng chạm của Đức Thánh Linh giờ này. Amen. Chúa đang đến với trái tim của chúng ta. Chúa làm cho chúng ta phấn khích, vui mừng, bình an. Chúa làm cho chúng ta nhẹ nhàng. Và những ai mỏi mệt, tôi nhân danh Chúa Giêsu, tôi tin rằng Chúa Thánh Linh cất sự mỏi mệt đó ra khỏi bạn trên ngay lập tức giờ này. Sức khỏe được phục hồi. Sức khỏe được phục hồi sau một ngày làm việc. Sức khỏe của anh chị em được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng sau một ngày làm việc. Còn cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên bạn trên. Tiếp tục thờ phượng và tạ ơn Chúa. Tôi muốn bạn trên hãy tạ ơn Chúa. Hãy tạ ơn Chúa, hãy tạ ơn Chúa. Tạ ơn Ngài vì Ngài chữa lành. Tạ ơn Ngài vì Ngài giữ gìn. Tạ ơn Ngài vì Ngài nâng đỡ và ban ơn. Tạ ơn Ngài vì Ngài luôn giải phóng và dẫn dắt anh chị em đến chỗ tự do, đến chỗ bình an. Tôi muốn mỗi một bạn chị em hãy tạ ơn Chúa giờ này. Tạ ơn Chúa Giêsu đấng cứu chuộc đời sống mình giờ này. Vì sự tạ ơn sẽ giúp chúng ta đến gần ngay ơn phước của Ngài, đến gần nơi hành lang, nơi hiện diện của Ngài. Hãy biết ơn Chúa dù một ân huệ nhỏ nhất trên đời này. Hãy nhớ rằng bởi ân điển của Chúa Giêsu mà chúng ta nhận lãnh mọi điều trong cuộc sống này. Tôi muốn tất cả những người nam, người nữ ở đây hãy bắt đầu nói biết ơn Chúa. Hãy bắt đầu nói biết ơn Chúa. Thánh Linh ơi, hãy cảm động lòng ông bà anh chị em con. Để ông bà anh chị em con ngợi khen và tạ ơn Chúa. Để ông bà anh chị em con phấn khích mà tạ ơn Chúa. Để ông bà anh chị em con hết lòng chân thành mà tạ ơn Chúa giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Amen. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Đúng rồi. Chúa là nguồn của mọi sự cho tất cả chúng ta. Anh em hãy nói điều đó. Lạy Chúa, con có cuộc sống no đủ là nhờ Ngài. Con có cuộc sống khỏe mạnh là nhờ Ngài. Con có cuộc sống vui vẻ là nhờ Ngài. Con có cuộc sống thảnh thơi là nhờ Ngài. Con có cuộc sống được phước là nhờ Ngài. Con có một gia đình đầy ắp tiếng cười là nhờ Ngài. Con biết ơn Ngài. Chúa Giêsu, hãy cầu nguyện lên cho em. Hãy cầu nguyện nào, hãy cầu nguyện. Hallelujah, tạ ơn Ngài. Hãy hết lòng tạ ơn Ngài. Hết lòng tạ ơn Ngài.
hết lòng dâng lên Chúa mọi vinh hiển. Hãy đến các phước lành, hãy ngồi và đến các phước lành và tạ ơn Chúa. Và giống như một câu kinh thánh nói đó anh chị em ha, tạ ơn Chúa Giêsu vì ơn Ngài ban cho con không xiết kể, nhiều vô cùng kể không hết. Phải không ạ? Rất phước hạnh khi được làm con trai con gái của Đức Chúa Trời. Tôi muốn bạn chị em hãy nở nụ cười vui mừng và tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì Chúa ơi, giữa 8 tỷ người này, Ngài đã tìm và cứu con. Ngài đã cho con được trở thành con trai con gái của Ngài. Lạy Chúa, con thật được phước, con thật đặc biệt trong mắt Ngài. Cầu nguyện đơn bạn cho em, cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói rằng anh chị em rất đặc biệt trong mắt Chúa. Giữa 8 tỷ người này, Ngài chọn ông bạn cho em làm con yêu dấu của Ngài. Anh chị em rất đặc biệt trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ông chị em rất đặc biệt trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tiếp tục bạn trên, tiếp tục với tấm lòng biết ơn Ngài. Tiếp tục với tấm lòng biết ơn Ngài. Tôi thấy nhiều người, tôi đang thấy trong tâm linh tôi nhiều người bắt đầu tạ ơn Chúa và thấy niềm vui tuôn tràn. Ôi, nhiều người tôi thấy có giọt nước mắt trên khuôn mặt của họ nữa. Nhiều người tôi cảm thấy lại vui mừng, lại có nụ cười trên khuôn mặt, rất là nhiều cảm xúc cung bậc khác nhau. Nhưng mà tôi thấy là Chúa rất vui, Chúa rất là hài lòng vì cái cảm xúc đó ông chị em dâng lên cho Ngài trong buổi tối hôm nay. Tôi thấy Chúa rất là hài lòng, cảm ơn Ngài. Tôi tin rằng anh chị em được phước giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, chúng con được phước trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tiếp tục Chúa anh chị em, tiếp tục tạ ơn Chúa anh chị em, tiếp tục. Tôi công bố trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, anh chị em được tái đổ đầy Thánh Linh của Đức Chúa Trời giờ này. Tôi công bố trong danh Chúa Giêsu, toàn bộ những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này được tái đổ đầy Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy đón nhận sự đổ đầy trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Lửa đến trong lòng của bạn trên giờ này. Tôi thấy ngọn lửa của lòng đam mê nhiệt huyết đến trong tấm lòng của anh chị em già này. Lỡ trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng đầy lòng anh chị em già này. Lỡ thiên đàng ở trong lòng của anh chị em già này. Lỡ phục hồi, lỡ phục hồi, lỡ phục hồi trong tấm lòng của anh chị em già này. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh hallelujah. Khi tôi nói lỡ Thánh Linh, tôi biết lòng của anh chị em, một số anh chị em ở đây bắt đầu cảm thấy rất là phấn khích, cảm thấy giống như là mình có đam mê Chúa hơn, trong tấm lòng được kéo lại gần Chúa nhiều hơn. Tôi cảm nhận sự thâm viếng của Chúa trên ông bà anh chị em giờ này. Tôi cảm nhận sự thâm viếng lạ lùng của Chúa trên thân thể, trên tâm hồn, trên tâm linh của anh chị em giờ này. Lạy Chúa trong danh Giêsu, hãy chạm ông bà anh chị em con giờ này. Hãy chạm tâm hồn của bà anh chị em con giờ này và giải cứu cho. Hãy chạm thân thể bà anh chị em con giờ này và chữa lành cho, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài. Tiếp tục đem bạn cho em, đừng ngưng lại. Hãy nói Chúa, Thánh Linh ơi, còn khát khao Ngài. Hãy làm đầy lòng con. Ngài là dòng sông bên trong con, nguyện nó cuộn trào và tuôn chảy qua con. Trong danh Chúa Giêsu con cầu nguyện. Anh chị em cầu nguyện đây ạ. Trong danh Chúa Giêsu chúng con cầu nguyện để dòng sông Thánh Linh bên trong tuôn chảy không ngừng giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cầu nguyện anh chị em, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Oh hallelujah, haramakasei tarabawai ekatani ne kantoro kasei taramakantararai ekantoro kasakatani ne kachekantani kasei tarababababai. Những ai nói tiếng mới hãy nói đến chị em. Oh rabakasakatani bidudududududududababai, Thánh Linh của Chúa đổ đầy anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hallelujah, 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 hallelujah. Niềm vui sẽ tuôn tràn. Anh chị em biết không, khi dòng sông của Thánh Linh bắt đầu cuộn chảy bên trong, một sự bình an sẽ tuôn chảy ra, một sự vui mừng sẽ tuôn chảy ra, một sự khỏe mạnh sẽ tuôn chảy ra, một sự nhẹ nhàng êm ái sẽ tuôn chảy ra, một sự dịu dàng sẽ tuôn chảy ra trong tấm lòng của anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Oh hallelujah, đón nhận, đón nhận, đón nhận. Tôi nói rằng anh chị em hãy đón nhận sự đụng chạm và đầy dẫy Thánh Linh giờ này. Hãy được đầy dẫy Thánh Linh giờ này. Hãy được đầy dẫy Thánh Linh giờ này. Hãy được đầy Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được đầy Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah,
harabakanteri saramakantare si darabo trebe kantara me kantare ka so kontoro kantara maka so kontoro di bici kantara maka talang kan sai talang ke chokontoro ko so baraba e kontoro di bici si kantara motoro totoro maka kantara ka sai kantara motoro ka sai kantara motoro totoro ta kantara ta talang ka so kontoro ma la ma sai talang ka so lo ma hai được rồi chạm giờ này. Ô, tôi cảm nhận trong tâm linh rằng rất nhiều ông bà anh chị em được thanh linh đồng chạm giờ này. Ô rabaka say đà, ekotramakan say đà. Ô được đồng chạm giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng nữa đấy ông bà anh chị em ơi, nữa và tôn cao ngài, nữa và tôn cao ngài, nữa và tôn cao ngài. Thân của Chúa trên ông bà anh chị em giờ này, tôi công bố thanh linh của Chúa trên ông bà anh chị em giờ này, hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô hallelujah. Hallelujah, somebody make a day. A country be can tell me can tell me that I'm a dama 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 cơn mưa của thiên đàng đang đến, cơn mưa trên hồn trên thân thể của ông bà anh chị em đang đến, mưa tắm mát, mưa gột rửa, mưa tẩy sạch đến trên anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn ngài, lạy Chúa, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Hãy được phước giờ này, anh chị em ơi, hãy được phước giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được phước giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô kharabata ta chi da bo da me ka te ke sei da da ba. Hãy được phước giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Wow, tôi tin rằng buổi tối hôm nay rất nhiều sự chữa lành và phục hồi xảy ra. Rất nhiều. Chúa đang làm và Ngài đang phục hồi và chữa lành rất nhiều thân thể và linh hồn. Để anh chị em thấy một sự khác biệt, một nguồn lực lá lung trong đời sống của mình, khiến anh chị em vực dậy từ những chỗ yếu đuối, từ những chỗ mệt mỏi, từ những chỗ nặng nề. Anh em được vực dậy giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, hallelujah. Thần của Đức Chúa Trời vực anh chị em dậy giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Thần của Đức Chúa Trời vực anh chị em dậy giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bất kể hoàn cảnh của anh chị em là gì, tôi công bố Đức Thánh Linh can thiệp vào hoàn cảnh của bạn trên giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Và anh chị em được vực dậy từ chỗ của mình trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận. Oh hallelujah. Đón nhận hallelujah. Đón nhận hallelujah. Ho ramata di si tarabaka tidi bibi bibarara. Wow. Tôi cảm nhận Thánh Linh của Ngài tràn ngập nơi đây. Ngay chỗ tôi ngồi đây anh chị em. Thánh Linh của Chúa dày đặc. Dày đặc, tôi cảm nhận bầu không khí thiên đàng ở đây. Wow, ở đây, tại chỗ tôi ngồi đây, thân của Ngài và hàng ngàn thiên sứ Chúa đang ở đây. Và tôi tin rằng tại chỗ anh chị em ngồi, thân của Chúa cũng dày đặc và hàng ngàn thiên sứ đang quay quanh anh chị em. Vì thiên sứ đang trọc xung quanh những người kính sợ danh Ngài. Thiên sứ đang để giúp đỡ anh chị em, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. Ôi tiếp tục đêm bà anh chị em. Cảm ơn Ngài đêm bà anh chị em. Hãy được phước, hãy được đổ đầy. Tôi đang lắng nghe Chúa muốn nói rằng, ta muốn thăm viếng con cái của ta. Ta muốn ban cho sức mới trong buổi tối hôm nay. Hỡi những người mỏi mệt và nặng gánh, hãy được yên nghỉ trong ta. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, hãy đến và nhận sự yên nghỉ từ ta. Trong danh Chúa Giêsu, hỡi những người mỏi mệt vì thế giới này, hãy đến trong ta. Ta cho người yên nghỉ, ta cho người uống nước nơi mấy nước bình tĩnh, ăn cỏ nơi đồng xanh tươi. Hãy đến trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Hãy được phước trong danh Chúa giờ này. Mỗi một bàn chân hãy được phước trong danh của Chúa giờ này. Oh hallelujah, hallelujah. Hãy tuyên xưng anh chị, hãy tuyên xưng. Chúa ơi, Ngài là đấng chăn giữ con sẽ không thiếu thốn bất cứ điều gì. Con được yên nghỉ nơi mấy nước bình tĩnh, nơi đồng cỏ xanh tươi, và linh hồn con được bổ sức lại ngay bây giờ. Ngài gìn giữ con, Ngài chăn dắt con, Ngài đi cùng con, và cả đời phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con. Con tin nên con nói, con tin nên con công bố, con tin nên con cảm tạ Ngài. Hallelujah. Con cảm tạ Ngài, cảm tạ Ngài, cảm tạ Ngài. Cầu nguyện đến vậy. Wow, hallelujah. Kora makarashi tarabakati doko koka tarabakashai.
Cảm ơn Chúa. Wow, cảm ơn Chúa. Chúa đang ở đây anh bạn chị em. Chúa đang ở đây, Chúa đang kết nối tất cả anh em mình lại với nhau làm một trong Thánh Linh. Tôi ở đây ông bạn chị em ở đó. Nhưng trong thế giới linh, tôi và ông bạn chị em ở một nơi và chúng ta bắt đầu học lời của Ngài. Khi tôi rao giảng lời của Ngài, thần của Đức Chúa Trời sẽ chữa lành anh em. Thần Đức Chúa Trời sẽ phục hồi anh em. Thần Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho anh em. Thần Đức Chúa Trời lấy phép lạ ấn chứng trên lời của Ngài. Thần Đức Chúa Trời giải cứu anh chị em. Thần Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng anh chị em cách đặc biệt buổi tối hôm nay trong danh Chúa Giêsu quyền. Wow, hallelujah. Cảm ơn Chúa vì buổi tối diệu kỳ này. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa tôi thay mặt hội thánh nhà muôn dân, tôi gửi lời chào trân trọng và yêu thương đến tất cả bạn chị em đang online trong bài học buổi tối hôm nay. Ngay khi anh chị em nghe lời này, Đức Chúa Trời ban phước cho anh chị em một cách dư dật giờ này. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa điều đó. Tôi xin nhắc lại, chúng ta đang học bài học ích lợi của tiếng lạ. Và bài hôm nay, bài số 05, bài cuối cùng, những ích lợi của việc nói tiếng lạ. Amen. Tôi tin rằng đây là ân điển rất lớn mà Đức Thánh Linh đã ban cho mọi một con cái của Ngài. Tiếng lạ tôi gọi đó là ngôn ngữ cầu nguyện của tín đồ tân ước. Chúng ta sẽ không tìm thấy tiếng lạ ở trong cựu ước, nhưng chúng ta tìm thấy dày đặc những con người cầu nguyện tiếng lạ trong tân ước. Và tôi gọi đó là ngôn ngữ cầu nguyện của những người tin Chúa Giêsu được tái sanh. Amen chị em. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học đó. Và trước khi học bài học này, tôi nhờ anh chị em một việc. Anh chị em ơi, hãy chia sẻ livestream này trên trang cá nhân của mình, trên các nhóm mà mình tham gia. Tôi hy vọng rằng bởi điều anh chị em làm, lời Đức Chúa Trời sẽ lan truyền dày đặc khắp mọi nơi, và tất cả mọi người đều có cơ hội để được lắng nghe, được phục hồi, được chữa lành, được thăm viếng, được giải cứu, được tự do, được hiểu biết lại thật. Ông bạn chị em hãy giúp tôi nè. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, xin Chúa ban phước cho ông bạn chị em giờ này. Amen. Hãy làm điều đó một cách đầy niềm vui và phấn khích. Khi anh em bấm chia sẻ, nói Chúa hãy để nhiều người thấy sự chia sẻ này của con. Amen. Cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Ngài. Và anh chị em, tiếng lạ là một điều gì đó rất mới ở trong tân ước, rất quyền năng ở trong tân ước, rất hữu ích ở trong tân ước, rất kỳ diệu ở trong tân ước. Nó mạnh mẽ, nó kỳ diệu, nó quý báu đến mức độ Satan chống đối điều này hơn tất cả những điều khác. Amen bạn chị em. Satan nó chống đối điều này hơn tất cả những điều khác, và nó gây lên rất nhiều những thứ hòng làm cho hội thánh của Chúa không còn nói ngôn ngữ mới này, không còn cầu nguyện ngôn ngữ mới này để nó có thể ngủ yên. Nhưng nó đã bị thất bại. Năm 1901, Đức Chúa Trời một lần nữa dấy lên phong trào này, và Satan từ đó đến nay ngủ không yên. Nó không có giây phút nào để nó ngủ yên, bởi vì tiếng lạ thiêu đốt nó, bởi vì ngôn ngữ thiên đàng đốt cháy nó, bởi vì ngôn ngữ thiên đàng trói buộc nó, xua đuổi nó, hủy phá vương quốc của nó. Nó không thể nào ngủ yên được. Vì đó anh chị em, tôi muốn nói với anh chị em, tiếng lạ là ngôn ngữ cầu nguyện, là ngôn ngữ trò chuyện, là ngôn ngữ thiên đàng của tín đồ tân ước. Đến nỗi Chúa Giêsu nói ai tin ta sẽ dùng tiếng mới mà nói. Ok chị anh chị em. Và hôm nay đó, tôi chia sẻ với anh chị em một vài những cái ích lợi quan trọng của tiếng lạ mà Chúa đã ban cho tôi, ban cho bạn chị em. Một vài thôi, bởi vì nó có rất là nhiều, nhưng mà mình chia sẻ những cái gì chính yếu thôi, để cho anh chị em nắm lấy và có cái động lực, có cái sự hiểu biết, có cái niềm đam mê để chúng ta nói tiếng lạ nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, dành thời giờ nhiều hơn và thường xuyên cầu nguyện tiếng lạ hơn. Đó là cách mà Chúa muốn chúng ta. Amen anh chị em. Và anh chị em biết đó, cuộc sống chúng ta khi còn ở thế gian này, không ạ, chúng ta như những người lính, người lính thuộc linh. Dù tuổi đời chúng ta có thể lớn, có thể nhỏ, nam nữ có, nhưng mà Chúa gọi tất cả chúng ta là những người lính của Đấng Christ. Người lính của Đấng Christ. Và anh em biết đó, trong cái môi trường mà chiến tranh, không ạ, môi trường kẻ thù luôn rình rập, súng đạn rồi những vũ khí kẻ thù luôn bắn vào cuộc sống chúng ta, bắn vào tâm hồn chúng ta, bắn vào thân thể chúng ta. Nào là bệnh tật, đói nghèo, nợ nần, thiếu thốn, tổn thương, cay đắng, mỏi mệt, vô tín, nghi ngờ, sợ hãi, rồi nhiều thứ khác. Đây là những mũi tên mà kẻ thù lắp vào súng của nó và nó bắn vào cuộc sống chúng ta khi chúng ta là một người lính cho Đấng Christ.
Có phải bạn anh chị? Không có một người lính nào ra chiến trường mà dám nói rằng tôi sẽ không bao giờ bị thương, tôi sẽ không bao giờ bị trầy da, trầy thịt, tôi sẽ không bao giờ đổ máu. Không một người lính nào dám nói điều đó. Tôi và bạn chị em thực sự trong thế giới linh đang sống trong một cuộc chiến. Và dĩ nhiên tôi và bạn chị em không thể nào dám nói rằng mình sẽ không bao giờ bị kẻ thù đả thương, bị kẻ thù làm hại nhiều, bởi những cám dỗ, bởi những thử thách, bởi những điều nọ điều kia. Đúng không ạ? Phải có. Tôi và bạn chị em đang bước vào điều này. Và lắm lúc cuộc sống chúng ta gặp những vùng trũng, những vùng đồng vắng, những vùng hoang mạc, những nơi kẻ thù bao vây chúng ta, những nơi mà cái hỏa lực của nó quá mạnh khiến cho chúng ta bị trùng xuống, và chúng ta cảm nhận sự mỏi mệt, sự nặng nề, sự buồn đau, sự bối rối, sự lạc lối. Anh chị em thấy mà, cuộc sống của chúng ta là vậy, đúng không? Chúng ta gặp. Vậy thì tôi hỏi ông bà anh chị em, những lúc như thế chúng ta làm gì? Những lúc mà tâm linh mình trùng xuống, cuộc sống chúng ta cảm thấy quá mỏi mệt, chúng ta dường như đang lê từng bước để đi theo Chúa, lê cái thân này, cái hồn này để mà cố gắng nhìn vào lời Ngài, lê lết thân này để mà cố gắng để cầu nguyện một vài lời cầu nguyện ngắn ngủi. Mỏi mệt lắm, chúng ta làm gì? Không ạ? Đây là câu trả lời tôi sẽ nói cho ông bà anh chị. Để cất đi những mỏi mệt, chúng ta cần cầu nguyện bằng tiếng lạ. Bởi vì tiếng lạ mang lại cho chúng ta một tinh thần sảng khoái, được nghỉ ngơi, mang cho chúng ta lại một cái sức khỏe tâm linh trong những lúc mình bối rối và không biết phải làm gì. Tôi khuyên bạn chị em hãy nằm xuống nhẹ nhàng và bắt đầu từ từ nói tiếng lạ. Cho dù muốn hay không, đó là cách mà Đức Chúa Trời định để phục hồi chúng ta. Anh chị em hãy mở cùng tôi trong Esai chương 28 và chúng ta cùng nhau đọc câu 11, câu 12. Lời Chúa chép như thế này: Vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ dùng môi lạ lưỡi khác mà phán cùng dân này. Ngài đã phán cùng nó rằng: Đây là nơi yên nghỉ, hãy để kẻ mệt nhọc được yên nghỉ. Này là lúc mát mẻ cho các ngươi. Anh em thấy không ạ? Khi chúng ta đọc hết cái đoạn này, chúng ta thấy cái bối cảnh hay là cái mạch văn của hai câu kinh thánh này. Đây là cái lúc mà dân Israel không biết phải làm gì. Họ quá nặng nề dưới gánh nặng của tội lỗi. Họ không hiểu Chúa muốn gì. Họ không biết được, thậm chí không hiểu được Đức Chúa Trời, đường lối của Ngài là gì. Họ phải đi đâu, làm gì, những bước tiếp theo. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên cái câu trên cái nói, câu 10 đó, vì với họ là phải giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Đây là lúc cái con người nó không còn khả năng minh mẫn được nữa rồi, không còn khả năng tiếp thu những cái quý giá từ Chúa nữa rồi. Con người hoàn toàn lạc lối và cảm thấy chơi vơi rồi. Thì Đức Giê-hô-va mới phán rằng, mới phán rằng là gì? Ta sẽ dùng môi lạ lưỡi khác mà phán. Đúng không? Môi lạ lưỡi khác, không cần nó hiểu luôn, không cần nó phải suy nghĩ luôn. Đây là phép lạ, đây là điều kỳ diệu, đây là điều mà nó khiến cho tâm trí chúng ta thực sự nghỉ ngơi. Đúng không? Không cần hiểu luôn, môi lạ lưỡi khác. Và thực sự cái nội dung của nó là gì? Đây là nơi yên nghỉ, phải không ạ? Đây là nơi yên nghỉ, hãy để kẻ mệt nhọc được yên nghỉ. Đây là lúc mát mẻ cho các ngươi. Như vậy thì anh chị em ơi, cái công dụng mà tôi thấy hữu ích nhất của tiếng lạ trong đời sống của mọi tín đồ là nó nâng đỡ chúng ta những lúc chúng ta ngã lòng, nó nâng đỡ chúng ta những lúc chúng ta mỏi mệt, nâng đỡ chúng ta những lúc chúng ta lỡ bị thương bởi kẻ thù, lỡ bị thương bởi kẻ thù. Lúc mình nghỉ ngơi, lúc mình cảm thấy tâm hồn bắt đầu được mát mẻ. Mát mẻ có nghĩa là được chữa lành, được chữa lành, không ạ? Được phục hồi, được cảm thấy thoải mái, tiện nghi. Anh chị mời tôi nói rằng hãy học kinh nghiệm này. Những lúc như vậy đừng làm bằng, đừng nuôi cái tâm trí mình bằng những tư tưởng tiêu cực, vô tín, nghi ngờ. Đừng, hãy nằm xuống cho tâm trí nghỉ ngơi
bằng cách cầu nguyện tiếng lạ. Sứ đồ Phaolô nói rằng khi tôi cầu nguyện tiếng lạ thì tâm trí tôi lơ lửng. Lơ lửng có nghĩa là nó không có hoạt động. Để cho nó được nghỉ ngơi, anh em càng nói tiếng lạ, nghĩa là Đức Thánh Linh dùng môi miệng chứ, nói những lời nghỉ ngơi, nói những lời mát mẻ, nói những lời yên ủi, nói những lời gây dựng, nói những lời nâng đỡ vào chính con người sâu thẳm bên trong con trẻ, và sức mới bắt đầu phục hồi, sức lực bắt đầu dần thêm lên. Tất cả những gì mỏi mệt, tất cả những gì nặng nề, tất cả những mũi tên kẻ thù, tất cả những thuốc độc của kẻ thù, tất cả những bẫy giờ của kẻ thù lập tức bị hóa giải. Ở đây là cái điều mà anh chị em cần nắm trong cái đời sống tâm linh của mình, nhất là những người có rất nhiều áp lực trong cuộc sống đời này. Nhiều áp lực, áp lực trong công việc, áp lực trong chức vụ, áp lực trong gia đình, áp lực về nuôi dạy con cái, áp lực trong nghề nghiệp, áp lực trong học tập, đúng không ạ? Thế giới ngày hôm nay nó có quá nhiều thứ đổ trên mỗi một con người, và tôi nghĩ rằng cái áp lực đó ngày càng gia tăng, ngày càng nhiều. Và không phải đó là sự ngẫu nhiên, đó là Chúa đời này thiết kế ra. Chúa đời này thiết kế ra cái cuộc sống nặng nề, cuộc sống bận rộn, cái cuộc sống đầy lo toan, để nó khiến cho con người bị nhấn chìm, bị thương tổn. Và anh em hãy nghe tôi đây, tiếng lạ là khắc tinh cho điều này. Tiếng lạ chính là đối trọng cho kế hoạch này của Satan đối với con cái của Chúa. Hãy nói tiếng lạ, hãy nằm xuống và nói tiếng lạ, hãy ngồi yên lặng và nói tiếng lạ. Tôi nói với anh chị em, mọi thứ sẽ được giải quyết trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ok anh chị em, đó ha. Đó. Một điểm nữa anh chị em mà chúng ta cần phải nắm trong buổi tối hôm nay, đó là trong cuộc sống chúng ta có quá nhiều điều bí mật, có quá nhiều điều mà chúng ta không thể lý giải, không thể đoán định bằng cái tâm trí bình thường của con người. Không ạ? Ngày mai điều gì xảy ra chúng ta không biết. Con cái mình nó đi ra đường, nó đi làm, điều gì sẽ xảy ra chúng ta không biết, phải không ạ? Tương lai của chúng ta, điều gì sẽ xảy ra chúng ta không biết. Sức khỏe của chúng ta ngày mai ra sao chúng ta không biết. Tất cả những gì thuộc về tương lai chúng ta hoàn toàn không biết. Không biết. Nhưng có một điểm như thế này anh chị em, tôi muốn nói với anh chị em là tiếng lạ mà mình đang nói, đang cầu nguyện, nó có một điểm rất đặc biệt mà Kinh Thánh bày cho chúng ta thấy, đó là tiếng lạ nó diễn giải những bí mật cho những vấn đề phức tạp của cuộc sống hiện tại hoặc trong tương lai. Có những điều chúng ta không biết phải diễn giải như thế nào, phải nói như thế nào, phải nghĩ ra làm sao. Nhưng chính tiếng lạ nó làm được điều đó. Khi anh em cầu nguyện tiếng lạ, có thể lắm anh em đang giúp cho một người ở 10.000 cây số xa khỏi anh em đang gặp một vấn đề mà anh em không biết. Khi nửa đêm tự nhiên Chúa đánh thức anh em bưng dậy vào lúc 1-2 giờ đêm để nói tiếng lạ, cầu nguyện tiếng lạ, biết đâu được anh chị em nhờ sự cầu nguyện đó đã cứu giúp một tai nạn giao thông ở đâu đó trên đường đi cho một con cái Chúa nào đó. Có thể lắm, hoặc là một hoàn cảnh nào đó mà họ đang ở trong cái sự nguy khốn của cái sự ví dụ như thiên tai, đói nghèo, tật bệnh ở đâu đó. Họ đang nói với Chúa, Chúa ơi giúp con, Đức Chúa Trời ơi, ông Trời ơi giúp con. Và tại chỗ anh chị em nằm ngủ đó, Chúa đánh thức anh chị em dậy và cầu nguyện trong tiếng mới. Và những điều bí mật, những điều bí ẩn, những điều phức tạp, những điều mà con người không thể giải quyết đó, không thể hiểu đó, được giải quyết trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Yes. Cho nên anh chị em ơi, hãy đọc trong Roma chương 8 câu 26, anh chị em sẽ thấy cái bí mật đó. Cầu nguyện trong linh, có cầu nguyện trong thánh linh, có nghĩa là cầu nguyện trong tiếng mới. Và Đức Thánh Linh dùng cái tiếng mới đó để diễn giải những vấn đề phức tạp của cuộc sống, những vấn đề trong tương lai, những vấn đề mà kín dấu, những vấn đề mà tâm trí chúng ta không thể nào hiểu được. Một câu Kinh Thánh rất là quen thuộc, phải không anh em? Cũng một lời ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đang cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.
Cho nên tôi muốn nói với bạn chị em, khi anh chị em cầu nguyện tiếng lạ thì sự hạn chế của tâm trí đã được khắc phục. Tôi nhắc lại, khi anh em cầu nguyện tiếng lạ thì sự hạn chế của tâm trí, của những giác quan vật lý được khắc phục. Anh chị em ha, được khắc phục. À, đây là cái chỗ hết sức là quan trọng để chúng ta nắm những vấn đề. Vì vậy, khi một ngày anh chị em bỏ ra 3-4 tiếng đồng hồ để nói tiếng lạ, anh chị em biết không, rất nhiều điều bí ẩn của cuộc sống, phức tạp của cuộc sống, rất nhiều điều mà chúng ta không ngờ được đã được giải quyết, đã được giải quyết khi mình cầu nguyện trong tiếng mời. Bởi vì Kinh Thánh chép rất rõ, đúng không ạ? Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết sự mình phải xin hoặc là xin như thế nào cho nó đúng. Nhưng Đức Thánh Linh lấy tiếng sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn Thầy. Đức Thánh Linh ngự bên trong chúng ta, nói ra thứ tiếng thiên đàng, nói trực tiếp với Đức Chúa Trời, không cần phải qua tâm trí của chúng ta để diễn giải những điều mà tâm trí chúng ta không thể nắm bắt, không thể hiểu, không thể phân tích, không thể đoán định. Chính Đức Thánh Linh nói một cách trực tiếp qua mọi miệng của chúng ta mà không qua bộ não này. Roma chương 8 câu 26, anh chị em nhớ chi tiết đó nha. Điều thứ hai tôi nhắc lại là nói tiếng lạ diễn giải quyết những bí mật cho những vấn đề rất phức tạp của cuộc sống trong hiện tại và tương lai. Amen anh chị em. Điểm thứ ba, điểm thứ ba, tôi mong bạn chị em sống bởi đức tin. Đúng rồi, tôi sống bởi đức tin, ông bạn chị em cũng sống bởi đức tin. Vì Kinh Thánh chép rằng người công bình sống bởi đức tin. Khi tôi và bạn chị em nghe lời Chúa, nghe được tiếng của Chúa, đọc Kinh Thánh, chấp nhận những điều Chúa nói, chúng ta phát sinh đức tin. Roma chương 10 câu 17 chép, và đức tin đến bởi sự người ta nghe, và người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Có đúng không ạ? Chúng ta có đức tin, có đức tin. Nhưng có một điểm mà rất nhiều con cái Chúa không để ý rằng, làm sao để đức tin mình được kích thích, không ạ? Được kích hoạt. Làm sao để đức tin mình nó năng động, nó trở nên là nhạy bén, nó trở nên là không phải là thụ động, mà một đức tin năng động, một đức tin mạnh mẽ, một đức tin mà có thể vượt qua cái suy nghĩ logic tâm trí của con người hạn chế này. Làm sao? Trong Giu-đê câu 20 có chép một câu Kinh Thánh mà tôi nghĩ rằng bạn cho em rất là quen thuộc. Tuy nhiên trong chủ đề ngày hôm nay tôi muốn nói với anh chị em rằng là chính sự cầu nguyện trong Thánh Linh hay là nói tiếng lạ đó, nó kích thích đức tin của chúng ta. Nghĩa là nó đánh thức đức tin trong lòng của chúng ta. Có thể một câu Kinh Thánh đó anh chị em đã nghe và anh chị em quên rồi. Bây giờ trong hoàn cảnh của mình đôi khi chúng ta quên rồi, nhưng mà chính sự cầu nguyện tiếng lạ nó kích thích những gì đã ngủ quên trong lòng chúng ta được sống trở lại, sống động trở lại, mới mẻ trở lại, năng động trở lại và tươi mới trở lại. Đó chính là cầu nguyện trong Thánh Linh. Vì vậy sứ đồ Giu-đê có nói như thế này anh chị em, có nói như thế này trong câu 20, không ạ? Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Về phần anh em hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh. Tự lập lấy. Chúng ta có một nền tảng đức tin, và mình lập điều gì, mình xây dựng điều gì, mình kích hoạt điều gì trên cái nền tảng đó là nhờ cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Nhờ cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Cho nên nếu anh chị em mình bỏ thời giờ ra mỗi ngày 1-2 tiếng đồng hồ và cầu nguyện tiếng lạ, tôi đảm bảo với anh chị em, những gì anh chị em nhận từ Chúa, đọc trong Kinh Thánh, trở nên tươi mới, hoàn toàn tươi mới. Tâm linh của anh chị em nhạy bén để ứng dụng những gì anh chị em đã nghe, đã đọc, đã hiểu từ Kinh Thánh trong những hoàn cảnh thực tế của cuộc sống. Tôi gọi đó là gì ạ? Chính tiếng là kích thích đức tin chúng ta, kích thích đức tin chúng ta. Tôi lấy một ví dụ cho anh chị em dễ hiểu. Bình thường tôi và bạn chị em ai cũng có cơ bắp hết á, không ạ? Cơ bắp ai cũng có hết để đi lại. Tuy nhiên để cho cơ bắp nó nở nan, ngực nó nở nan, đùi nó nở nan, hay là cơ thể của mình hoàn toàn cân đối nở nan đẹp, không ạ? Thì người ta làm gì?
người ta đi tập gym, người ta đi tập thể hình, người ta đi nâng tạ, người ta hít đất, người ta kéo xà, người ta chạy bộ, người ta bơi. Tôi gọi chung là tập thể dục. Như vậy, cái tập thể dục nó làm gì mà? Tập thể dục nó không tạo ra cái cơ bắp của nè. Tập thể dục nó không đắp thêm thịt cho anh chị em. Đúng không ạ? Tập thể dục nó không thêm một cái ký thịt nào cho anh chị em cả. Nhưng tập thể dục nó kích thích các cơ bắp nở nang, khỏe mạnh. Tập thể dục nó khiến cho những cơ bắp vốn lép xẹp, ngực lép xẹp của chúng ta tự nhiên nở nang ra, tự nhiên cường tráng ra, tự nhiên khỏe mạnh ra. Anh chị em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Cầu nguyện tức là nó không thêm đức tin cho anh chị em, không phải thêm. Đức tin đến từ lời, nhưng cầu nguyện tức là nó khiến cho đức tin anh chị em nở nang ra, kích thích đức tin anh chị em, khiến cho những gì anh chị em đọc trong lời Ngài trở nên tươi mới, trở nên dễ hiểu, trở nên sống động, trở nên năng động, trở nên ứng dụng ít ỏi trong cuộc sống của mình. Anh chị em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Xin Chúa ban phước cho anh chị em điều này. Xin Chúa lấy cái điều này kích thích anh chị em cầu nguyện tiếng là nhiều hơn, cầu nguyện tiếng là nhiều hơn và mà dâng thắm hơn với Chúa, để đức tin của anh chị em được nở nang, cường tráng. Nhìn vào người ta biết đây là con người của đức tin, phải không ạ? Đây là con người sống bởi đức tin, chứ không phải là chỉ nói cái miệng. Đó là sự ích lợi của sự cầu nguyện trong tiếng lạc. Anh chị em, một điều tiếp theo tôi muốn nói với anh chị em buổi tối hôm nay về ích lợi của tiếng lạc, đó là gì? Đó là gì? Thông thường đó, thông thường chúng ta luôn có cái nhu cầu để tôn cao, thờ phượng, tạ ơn Đức Chúa Trời, có đúng không ạ? Mình có cái nhu cầu đó. Tôi cũng vậy, mỗi lần mà nhận lãnh một cái điều gì từ Chúa, tôi muốn tôn cao Chúa, tôi muốn ngợi khen Chúa, tôi muốn tạ ơn Chúa thật là nhiều, thật là lớn tiếng. Nhưng anh chị em có bao giờ anh chị em bị một cái tình trạng là cái ngôn ngữ của mình nó không đủ để diễn tả tấm lòng của mình với Chúa không? Có thấy không? Anh chị em có bao giờ cảm thấy mình bị hạn chế khi mình không đủ lời để nói lên những sự cao trọng của Chúa, không đủ lời để nói lên những cái lòng biết ơn của mình với Chúa, không đủ lời để ngợi khen Chúa? Anh chị em gặp tình trạng đó không? Tôi nghĩ là có. Tôi cũng gặp tình trạng đó. Tuy nhiên tôi nói cho anh chị em một điều, tình trạng không đủ lời đó sẽ được hóa giải bởi tiếng lạ. Trong Công vụ chương 10 câu 46, khi Đức Thánh Linh giáng trên những người ở trong nhà cọc này, là những người đang tập trung để nghe lời của Chúa đó, thì Kinh Thánh chép rằng họ nói tiếng lạ và ca tụng Đức Chúa Trời. Họ nói tiếng lạ và ca tụng Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên trong cái tiếng lạ này, nó lồng vào một cái sự hát ngợi khen bằng tiếng lạ. Khi nó nói tiếng lạ một cách nó say sưa, anh chị em chuyển sang hát họ nào không biết. Anh chị em rất là thoải mái để mà ca hát, và với những cái giai điệu rất là tuyệt vời mà anh chị em chưa bao giờ nghĩ ra, cũng chưa bao giờ biết là tại sao mình có những cái giai điệu đó trong môi miệng của mình. Tôi gọi đó là sự thờ phượng, chúc tụng và tôn cao Đức Chúa Trời trong ngôn ngữ thiên đàng hoặc là trong thánh linh. Anh chị em nhớ ở trong Giăng chương 4, khi Chúa Giêsu nói với người đàn bà Samari, không ạ, thì Chúa Giêsu nói rằng này giờ đến và đã đến rồi, là những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng Cha trong tâm thần và trong lễ thật. Đây là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Cho nên những sự thờ phượng, những sự chúc tụng, những sự ngợi khen, đỉnh điểm của sự kết nối với thiên đàng chính là sự thờ phượng ngợi khen trong thánh linh qua ngôn ngữ cầu nguyện mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi và bạn trên bởi phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Anh chị em thấy không? Trong Cô-rinh-tô nhất chương 14 từ câu 14 đến câu 17 chép như thế này anh chị em. Chương 14 câu 14 đến câu 17 chép như thế này: vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Anh chị em thấy không? Chúng ta có thể ngợi khen Chúa, cầu nguyện bằng cái ngôn ngữ của tâm trí mình, nhưng Kinh Thánh chép rằng mình hoàn toàn có thể cầu nguyện và hát ngợi khen bằng ngôn ngữ của tâm linh. Đó chính là tiếng lạ. Và cái sự đó, cái sự đó nó giúp cho chúng ta giải bày tất cả mọi điều mà tâm lòng chúng ta muốn dâng trình cho Đức Chúa Trời, muốn dâng trình cho Ngài, giải bày tất cả. Anh chị em nào có cái kinh nghiệm là khi mà mình hát tiếng lạ
một hồi mình nói tiếng lạ, một hồi mình cảm thấy tâm linh của mình hoàn toàn không còn có một cái gì gọi là bị hạn chế về cái việc tạ ơn, biết ơn, yêu mến Đức Chúa Trời nữa. Anh em sẽ kinh nghiệm điều này rất là diệu kỳ. Cho nên tôi nói thứ tư là gì? Tiếng lạ giúp cho chúng ta tôn cao, thờ phượng, tạ ơn của Đức Chúa Trời một cách không giới hạn, một cách không giới hạn bởi cái ngôn ngữ tầm thường của mình. Anh em chị em, cảm ơn Ngài vì điều đó. Cho nên tôi khích lệ ông bạn chị em nha. Anh chị em muốn bước vào sự hiện diện của Chúa, muốn bước vào cái sự thờ phượng thật ở trong Chúa, trong cái kinh nghiệm hàng ngày của mình, thì tôi nói hãy sử dụng tiếng mời, hãy nói tiếng lạ, hãy nói rất nhẹ nhàng, từ nhẹ nhàng bắt đầu đi lên. Và khi trong lòng anh chị em có những cái giai điệu, hãy hát ra, hãy hát bằng tiếng lạ, và anh chị em sẽ thấy Chúa hiện diện đầy dậy nơi mà anh chị em cầu nguyện cho mà gọi. Cho nên chỉ cần nửa tiếng đồng hồ sau khi anh chị em nói và hát tiếng lạ, tâm linh anh chị em sẽ ngập chìm trong sự hiện diện của Chúa. Đó là sự thật. Nếu anh chị em nào chưa kinh nghiệm, hãy nghe tôi đây, hãy làm điều đó đi. Chỉ cần sau nửa tiếng đồng hồ, anh chị em tập trung toàn bộ vào sự thờ phượng, cầu nguyện, tạ ơn, hát bằng tiếng lạ, anh chị em sẽ thấy mình kinh nghiệm một sự hiện diện tươi mới từ Đức Chúa Trời trực tiếp vào chính tâm linh của mình. Anh chị em sẽ thấy ha. Vì Kinh Thánh chép như vậy, Kinh Thánh khích lệ chúng ta hãy cầu nguyện bằng ngôn ngữ tâm trí, nhưng đồng thời cũng phải cầu nguyện bằng ngôn ngữ tâm thần, tạ ơn ngợi khen bằng ngôn ngữ tâm trí, nhưng cũng phải chúc tạ ngợi khen bằng ngôn ngữ tâm thần. Đó là cách của tín đồ tăng ước. Đó là những người mà Cha trên trời đang tìm kiếm mỗi ngày để bước vào sự thông công và thờ phượng với Ngài. Anh chị em ạ, tuyệt vời lắm anh chị em, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Và điểm thứ năm, điểm thứ năm mà tôi muốn nói ở đây, đó là gì? Hoàn thiện con người chúng ta bởi vì chúng ta nói tiếng lạ thường xuyên. Ý là gì đây anh chị em? Trong sách Gia Cơ đó, anh chị em đọc ha, tôi mở sách Gia Cơ cho anh chị em đọc, anh chị em sẽ thấy Gia Cơ chương 3. Gia Cơ chương 3, tôi sẽ đọc cùng anh chị em nha. Gia Cơ chương 3 câu số 8, chép như thế này. Câu 7, câu 8: hết thảy loài muôn thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi, nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ, người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc chết người, giết chết. Bởi cái lưỡi chúng ta ngợi khen Chúa Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa xả loài người là loài tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy chưa? Đây là cái chỗ mà hết sức là chú ý để tôi muốn nói với anh chị em. Trong Gia Cơ chương 3 câu 8, sứ đồ Gia Cơ muốn nói điều gì đây? Ý ông muốn nói rằng trong tất cả các chi thể của thân thể chúng ta thì cái lưỡi, cái lưỡi là cái cơ quan mà nó có thể khiến cho chúng ta phạm tội nhiều nhất, dễ dàng nhất, và nọc độc của nó thì tàn độc nhất. Anh chị em có amen với tôi điều đó không ạ? Trong tất cả các chi thể, tôi nhắc lại, trong tất cả các chi thể trên cơ thể của ta, theo như sứ đồ Gia Cơ ông nói, thì cái lưỡi là cái cơ quan nó khiến cho chúng ta dễ phạm tội, dễ sa ngã, dễ mà làm những cái điều gian ác nhất. Đó, cái lưỡi á, anh chị. Vì vậy, cái câu Kinh Thánh, không câu Kinh Thánh cũng sứ đồ Gia Cơ nói, ai mà trị phục được cái lưỡi, tức là không phạm tội bởi môi miệng của mình, là một người trọn vẹn, không chỗ trách, trọn vẹn. Vì thế cho nên tôi muốn nói với anh chị em, thường thì chúng ta rất là mất tỉnh thức về cái môi miệng của mình, không ạ? Chúng ta vui một tí là chúng ta cười đùa giỡn cợt, nói những lời tầm phào, thậm chí cả tục tằn, hoặc là chúng ta mất tỉnh thức một chút là chúng ta ngồi rồi tám qua tám lại một hồi, chúng ta đem chuyện người nọ ra, chúng ta nói chuyện người kia ra, chúng ta nói, chúng ta bắt đầu xa vào chuyện nói hành nói xấu, trong khi Chúa là rất ghét những người nói hành nói xấu anh em mình, đúng không anh chị?
cái điều này là cái điều mà nó rất thực tế, nó xảy ra không phải với người thế gian mình không nói làm gì, mà mình nói giữa vòng con cái Chúa đó. Cái tội do cái lưỡi nè, nó rất là nhiều mà đôi khi mình không có để ý, mình không để ý. Và chính cái tội của cái lưỡi này nó khiến cho đời sống chức vụ chúng ta, nó khiến cho sự sức giàu của chúng ta, nó khiến cho cái năng quyền và lời nói của chúng ta mất mất hoặc là suy giảm một cách nghiêm trọng cũng vì cái miệng lưỡi này, miệng lưỡi này. Cho nên ở trong Châm Ngôn chương 6 câu 16 đó, Châm Ngôn chương 6 câu 16, tôi đọc anh chị nghe, nó có một cái câu kinh thánh như thế này. Châm Ngôn chương 6 câu 16 đây. Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội, lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em. Trong 7 điều này, anh chị đếm xem thuộc về lưỡi mấy điều: dối trá nè, rồi gì, chứng gian nè, nói điều dối nè, nói những sự tranh cạnh giữa vòng anh em nè. 4 điều. Trong 7 điều Chúa ghét thì có 4 điều thuộc về cái lưỡi. Anh em thấy chưa? Thuộc về cái lưỡi của chúng ta. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi và bạn trên không ai muốn bị Chúa ghét cả, ghê tởm cả. Vì vậy làm thế nào để mình trị phục cái lưỡi đấy, làm thế nào để mình hoàn thiện ngôn từ của mình đấy, đây là một vấn đề hết sức thực tế giữa vòng con cái Chúa. Và tôi muốn nói với anh chị em, Chúa ban cho chúng ta ngôn ngữ mới không phải là để chơi, không phải là không có mục đích. Ngài ban cho chúng ta ngôn ngữ mới để giúp chúng ta kiểm soát miệng lưỡi của mình. Anh em càng nói tiếng lạ nhiều, anh em càng nói những lời đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và dĩ nhiên trong một ngày chúng ta có 8 tiếng hay là 10 tiếng để thức, dĩ nhiên ngủ là không ai nói rồi, chúng ta có 8 đến 10 tiếng để thức. Anh em càng nói tiếng lạ càng nhiều thì anh em càng dám nói những lời hư không càng nhiều. Anh em có amen với tôi không ạ? Tại vì miệng anh em không thể cùng một lúc nói hai thứ tiếng được, hoặc là anh em nói tiếng lạ, hoặc là anh em nói những lời khác. Cho nên nếu một người mà nói tiếng lạ liên tục, tức là trò chuyện với Đức Chúa Trời liên tục, thì cái sự vấp phạm trong lời nói nó bị giảm đi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, anh chị em càng nói tiếng lạ càng nhiều, tâm linh anh chị em càng được gây dựng, anh chị em càng trở nên nhạy bén trong tư tưởng, ngôn từ hay bất cứ điều gì mà trong có vẻ gian ác chưa kịp đến trên miệng anh em đã phát hiện ra rồi. Tôi gọi đó là sự nhạy bén trong linh. Cho nên người nói tiếng lạ gây dựng chính mình, khiến cho tâm linh của mình lúc nào cũng tỉnh thức đối với những mưu trước của Satan, tỉnh thức đối với những lời nói độc địa của Satan, tỉnh thức đối với những cám dỗ khiến cho chúng ta nói hành, nói xấu, nói tục, nói bậy, nói sai, nói dối, nói gian. Phải không ạ? Tỉnh thức ngay. Đó là ích lợi của nói tiếng lạ. Cho nên tôi nói với anh chị, nói tiếng lạ, cầu nguyện tiếng lạ, nó khiến cho miệng lưỡi của mình được kiểm soát tối đa. Ở trong cửa không có, nhưng tín đồ tân ước có được công cụ này, có được công cụ này. Vì đó mà sứ đồ Phaolô nói là gì? Tôi tạ ơn Chúa vì tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Tại sao Phaolô nói thế? Bởi vì có một chỗ ông nói là tôi đãi thân thể tôi một cách nghiêm khắc, hầu cho khi tôi giảng luận cho nhiều người rồi để tôi không bị bỏ. Anh em thấy không ạ? Ông đãi thân thể ông cách nghiêm khắc, ông đãi một cách gì? Ông nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Dĩ nhiên là còn một số điều khác, nhưng mà một trong những điều mà để cho ông kiểm soát được miệng lưỡi của ông là ông nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Đây là chỗ mà chúng ta cần nắm bắt để nhìn vào cuộc đời của sứ đồ Phaolô, là người viết hầu hết kinh thánh Tân Ước. Ông nói một câu rất hay để khiến chúng ta phải học tập, đó là ông nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Ok chưa anh chị em? Cho nên tôi khích lệ anh chị em trong điều thứ năm này. Anh chị em ơi, mình muốn kiểm soát miệng lưỡi phải nói tiếng lạ thật nhiều. Nói tiếng lạ càng nhiều trong ngày
thì khả năng chúng ta phạm tội bằng miệng lưỡi càng giảm đi, giảm đi, giảm đi. Càng nói tiếng lại nhiều trong ngày thì cái sự nhạy bén của chúng ta đối với ngôn từ càng gia tăng. Trước khi kịp nói một cái gì, nghĩ một cái gì thì Thánh Linh đã nhắc nhở: không con, điều này con không được nói, lời này con không được thoát ra khỏi miệng con. Thậm chí trong tư tưởng Chúa cũng không cho anh chị em nghĩ đây. Cho nên anh chị em ơi, hãy nhớ năm điều tôi chia sẻ buổi tối hôm nay. Dĩ nhiên có rất nhiều điều, nhưng mà tôi nghĩ năm điều này là năm điều mà anh chị em mình cần ghi nhớ để có cái động lực, có cái niềm đam mê, có cái sức mạnh để chúng ta nói tiếng lạ nhiều hơn mỗi ngày. Thứ nhất, tiếng lạ mang lại cho tâm linh chúng ta, tinh thần chúng ta sự sảng khoái nghỉ ngơi. Nó khiến cho tâm thần chúng ta được có một sức khỏe, được có một sự phục hồi trong những lúc bối rối, lạc lối, không biết lối đi. Thứ hai, tiếng lạ mà mình đang nói đó là đang diễn giải những bí mật cho những vấn đề phức tạp của cuộc sống trong hiện tại và trong tương lai mà tâm trí của mình không thể nào hiểu được, biết được. Cho nên lúc chúng ta được Thánh Linh cảm động nói tiếng lạ là chúng ta đang giải quyết những vấn đề phức tạp mà mình không biết. Amen chưa? Thứ ba, nói tiếng lạ khiến cho cơ bắp đức tin chúng ta gia tăng, kích thích đức tin chúng ta, khiến cho đức tin chúng ta nở nang, cường tráng, đẹp đẽ, hữu ích và có ứng dụng trong cuộc sống. Nó giống như người tập thể dục vậy đó. À, anh cũng có cơ bắp, nhưng mà người tập thể dục thì cơ bắp nhìn khác hoàn toàn với cái người mà không tập thể dục. Vẫn có cơ bắp nhưng mà teo tóp, nhìn đã thấy phát ngán rồi. Anh vậy thì chính tiếng lạ kích thích đức tin chúng ta, nó mạnh mẽ, cường tráng, hoạt động. Ok. Thứ tư, nói tiếng lạ giúp loại bỏ sự hạn chế trong ngôn ngữ con người, trong việc tôn cao, thờ phượng, ngợi khen, tạ ơn Đức Chúa Trời, giúp chúng ta bước vào mối liên kết với Chúa trong không khí thiên đàng, bởi vì Đức Giê-hô-va ngự giữa những tiếng ngợi khen của dân Ngài. Làm sao chúng ta có thể có được sự ngợi khen, thờ phượng, tạ ơn đúng nghĩa như là những người mà Đức Chúa Trời tìm kiếm trong Thánh Ước, trong Dân Chương 4? Chỉ có cách chúng ta hãy tập ngợi khen, thờ phượng, tôn cao, tạ ơn bằng ngôn ngữ thiên đàng, nghĩa là tiếng mời. Amen cho anh chị em. Và cuối cùng, điều cuối cùng đó là nói tiếng lạ giúp chúng ta kiểm soát miệng lưỡi của mình, khiến cho chúng ta không sa vào làm những điều mà Đức Chúa Trời ghét. Có 7 điều Chúa ghét thì trong đó có 4 điều thuộc phạm trù cái miệng lưỡi rồi. Trong Ngôn Chương 6 câu 16 anh em đọc sẽ thấy không ạ. Như vậy thì càng nói tiếng lạ nhiều trong ngày thì chúng ta giảm bớt nói những lời hư không, phạm tục. Được chưa? Đồng thời càng nói tiếng lạ nhiều trong ngày khiến cho giác quan thuộc linh chúng ta trở nên nhạy bén, và những tư tưởng chúng ta, lời nói chúng ta hoàn toàn được kiểm soát bởi Đức Thánh Linh. Trước khi mình nói một cái gì, nghĩ một cái gì, Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta nên hay không, đẹp lòng Chúa hay không, cái đó có gây giận anh em mình hay không, cái đó có tôn kính Chúa hay không, Chúa nhắc chúng ta. Cho nên anh chị em, 5 điều này xin anh chị em nhớ. Và 5 điều này mà anh em thực hành, nói tiếng lạ nhiều, thì anh chị em sẽ trở thành một con người mạnh mẽ trong đời sống tâm linh của mình. Xin Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em qua bài học buổi tối hôm nay. Những điều rất là căn bản, nhưng mà tôi muốn chia sẻ những điều đó để khiến anh em nói nhiều hơn, cầu nguyện tiếng lạ nhiều hơn. Phải không ạ? Những ai đã bắt tay bằng Thánh Linh, hãy nói tiếng lạ nhiều hơn. Chúa ban cho mình một công cụ mà mình không sử dụng thì đúng là phí lắm anh chị em. Cực kỳ là phí luôn. Không ạ? Cực kỳ là phí luôn. Anh chị em ơi, hãy nói tiếng lạ càng nhiều càng tốt. Mỗi ngày nhắm mắt mình lại, ngồi trên ghế và bắt đầu nói như vậy nửa tiếng đồng hồ xong, tôi nói anh em thiên đàng sẽ ngập tràn căn phòng của anh chị.
ôi sự tươi mới, sự bình an, sự ngọt ngào, sự tuyệt vời. Anh em không bao giờ muốn đứng dậy khỏi chỗ anh chị em cầu nguyện. Tôi cảm động với anh chị em điều đó. Khotrabakasi, vì tôi kinh nghiệm được điều này rồi anh chị em ạ. Cho nên tôi chia sẻ những điều thực tế với anh chị em. Anh em cầu nguyện tức là không biết mỏi, không biết mệt, thậm chí anh em không có cảm giác về thời gian luôn, không có cảm giác. Đó là cái ích lợi của ngôn ngữ thiên đàng. Anh chị em ơi, hãy nói nhiều, cầu nguyện nhiều, dành thời gian nhiều cho việc nói tiếng lạ. Amen chưa? Cha ơi, cũng cầu nguyện cho anh em con giờ này, tất cả những ai nghe và học bài học của tôi hôm nay, Cha xin cha đến đổ đầy tấm lòng họ lòng đam mê sức mạnh từ thiên đàng, để toàn thể hơn 430 anh chị em con có mặt trong buổi tối hôm nay nghe được bài giảng này, và những người khác nữa Chúa, được Ngài kéo đến trong sự tương giao bằng ngôn ngữ thiên đàng. Còn cầu nguyện đến em con sẽ cam kết thờ phượng Chúa trong ngôn ngữ thiên đàng mỗi ngày càng nhiều càng tốt. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng, bất kể những ai nghe được chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, họ được đầy dậy thánh linh giờ này, đầy dậy thánh linh giờ này, thánh linh ơi giáng trên anh chị em con giờ này. Tôi muốn nói với những anh chị em nào mà chưa nhận bắp tên thánh linh, có nghĩa là chưa cầu nguyện được tiếng mới, hãy chuẩn bị ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng, anh em bắt đầu nhận thánh linh và mong đợi rằng mình nói thứ tiếng mới nha anh chị em. Hãy nhận đi, thánh linh ơi giáng xuống trên anh chị em con giờ này. Hãy nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng, nhận thánh linh của Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu quyền năng, và mở môi miệng mình ra nói ngôn ngữ thiên đàng giờ này. Hãy nói ngôn ngữ thiên đàng giờ này. Ô rabakasai kanterebi subara, ô rabakasai kanterebi toroko torobai, nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy nói nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô rabakasai kanterebi toroko torobai, tất cả nhân dân nào chưa nhận hãy nhận giờ này. Còn cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy đầy dậy thánh linh giờ này, 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 nhận bắt tay nữ thánh linh. Hãy nói bằng ngôn ngữ thiên đàng, nói bằng ngôn ngữ thiên đàng, nói bằng ngôn ngữ thiên đàng. No ramasai kante de botoroba kante di bi so kante namakasu kante di bi si baraba kante kante di bi so baraba. Or ramakasai kante de totoroshi kante totoroshi kante ramakasai kante de totoroshi. Tôi ra lệnh cho những quyền lực tối tăm, toàn bộ những thứ gì vô tín, nghi ngờ, sợ hãi, hãy rời khỏi bản chân già này. Ta trói buộc quyền lực của Satan trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta trói buộc linh sợ hãi, ta trói buộc linh lo lắng, ta trói buộc mọi tà linh đang cản trở, nghi ngờ, nói hành, nói xấu, vu khống và tiếng lạ trên đời sống tâm trí trên ta. Ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những con quỷ kia hãy rời đi. Ta trói buộc mày. Hỡi Satan, hãy rời khỏi anh chân ta giờ này. Ta ra lệnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Ta ra lệnh trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Mọi tà linh tôn giáo, dị giáo, những tà linh chống đối thánh linh, những tà linh ngăn trở thánh linh, những tà linh đang ngăn trở anh em ta nhận thánh linh, ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy rời đi, rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Tôi công bố sự tự do. Anh em tự do để nhận thánh linh của Đức Chúa Trời. Anh em được tự do để nói tiếng mới trong danh của Chúa Giêsu. Anh em được tự do để thờ phượng Chúa trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài, hallelujah, cảm ơn Ngài. Tôi nói với ông bạn chị em, những người đang theo dõi live stream này, tôi nói với tất cả bạn chị em, những ai đang theo dõi live stream này, toàn bộ những quyền lực tối tăm, tất cả những quyền lực nào đang hành hại đời sống bạn chị em, tôi trói buộc nó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi ra lệnh nó phải đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Bất kể tà linh đó tên gọi là gì, dù đó là linh đói nghèo, bệnh tật, sợ hãi, bất an, cay đắng, xung đột, tôi trói buộc nó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tao ra lệnh này rơi khỏi những con người đang mày ám toán ở trước màn hình này trong danh Chúa Giêsu. Bất kể ông bạn chị em đang bị ma quỷ hành hại ở bất cứ lĩnh vực nào, tôi công bố sự tự do, tôi công bố sự tự do, tôi công bố sự tự do, tôi công bố sự tự do. Dù đó là linh tà thuật, bùa chú, linh đồng, bói khoa, bói toán, tất cả những gì anh chị em đã từng ăn, từng uống, từng bị niệm ở trên đầu, tôi hủy bỏ sự rủa xả này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi Satan hãy rời đi, hỡi Satan hãy rời đi, hỡi Satan hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Thay vào đó là đầy dậy Đức Thánh Linh. Tất cả bạn chị em hãy đầy dậy Đức Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Anh chị em biết không, trước khi được chữa lành, anh chị em cần được giải cứu khỏi ma quỷ. Trước khi anh chị em được đầy dậy thánh linh,
anh chị em cần được giải cứu khỏi ma quỷ. Tất cả những quyền lực đó sẽ bị bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu. Cho nên anh chị em, những ai đang bị ma quỷ hành hạ, hãy nghe tôi. Những ai đang có những ác mộng trong giấc ngủ của mình, những ai đang cảm thấy lòng mình cay đắng, dễ nóng giận, hãy nghe tôi, có một tài linh đằng sau. Những ai đang cảm thấy đơn ngủ, có những người nam người nữ đến và đòi quan hệ tình dục, có một tài linh đứng đằng sau. Những ai mà không bao giờ thành công trong công việc của mình, làm gì cũng thất bại, có cùng quỷ giới hàng ở đằng sau anh chị. Những ai mà cảm thấy lúc nào cũng ám ảnh những điều tiêu cực, buồn rầu, trầm cảm, tự ti, không ạ, có những con quỷ đứng đằng sau. Những thứ đó dễ nổi loạn, dễ nóng giận. Những ai mà đang bị kéo vào những thứ như là dâm dục, đĩ điểm, xem phim, đồi trụy, nghiện ngập thuốc lá, thuốc lào, ma túy, có những con quỷ cám dỗ đứng đằng sau. Anh chị nhớ ha, tất cả những thứ đó đều cần được giải cứu. Và nhiều thứ khác nữa, tôi nói trong danh Chúa Giêsu quyền năng, anh em hãy cộng tác với tôi giờ này. Tất cả những anh chị em đang gặp những vấn đề tương tự như vậy, hãy cộng tác với tôi giờ này. Hãy nói lớn tiếng trong danh Chúa Giêsu: ta không chấp nhận mày Satan, ta không chấp nhận mày những con quỷ kia, ta không chấp nhận mày có mặt trên đời sống của ta, bất kể mày tên gọi là gì, hôm nay trong danh Giêsu ta ra lệnh mày đi, ta ra lệnh mày đi, ta ra lệnh mày đi, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, tôi truyền lệnh toàn bộ những con quỷ mà anh chị em vừa tuyên xưng đó phải rời đi. Trong danh Chúa Giêsu tôi giải phóng anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, mọi tà linh hãy rời đi, dù linh sự chết hãy rời đi, linh bệnh tật hãy rời đi, linh mồ mả hãy rời đi, những linh người chết hãy rời đi, những linh tà thuật hãy rời đi, những linh giới hạn đói nghèo hãy rời đi, những linh cay đắng buồn giận nóng giận hãy rời đi, những linh trầm cảm tự ti mặc cảm tiêu cực hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ra đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, rời đi khỏi họ trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đi đây, ta trói buộc mày Satan, ta trói buộc mày Satan, ta trói buộc mày Satan trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Những ai đang cảm thấy mình có những điều rất là dễ bức xúc, dễ bức xúc, cảm xúc mình tiêu cực, rất là tiêu cực, dễ tiêu cực, rất là dễ buồn rầu nóng giận, rất là dễ bị gọi là những vấn đề về cảm xúc, anh chị em hãy đặt tay lên ngực của mình, đặt tay lên ngực này, đặt tay lên này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta ra lệnh mọi con quỷ đang trói buộc cảm xúc của họ, ta ra lệnh mày đi ra, mày đi ra khỏi phần ngực của họ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mày rơi khỏi phần ngực của họ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mày rơi khỏi tâm lòng của họ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mọi con quỷ đang trói buộc cảm xúc, đang trói buộc lý trí, đang trói buộc ý nghĩ, trói buộc tư tưởng, ta bẻ gãy mày giờ này, rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta bẻ gãy mày giờ này, 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 hãy được tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, tự do trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Mọi linh trầm cảm, tất cả những linh trầm cảm, tự ti mặc cảm hãy rời đi. Ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, hallelujah. Sakantarebisitarapa. Tôi thấy đang có mặt ở đây những tà linh thuộc về tà đạo, tà giáo, dị giáo đang có mặt ở đây. Tức là những anh chị em đã từng bây giờ thì tin Chúa, nhưng đã từng xa vào những thứ như là Đức Chúa Trời Mẹ, Duy Ân Điển, Tăng Thiên Địa, rồi những cái tà đạo khác nhau mà không có tôn kính Chúa Giêsu. Và bây giờ anh chị em thoát ra rồi, nhưng mà đọc lời Chúa nó vẫn cứ lởn vởn, những cái thứ đó nó vẫn lởn vởn, mất tập trung, không thể tập trung, không thể hiểu lời của Đức Chúa Trời. Anh em hãy chuẩn bị, trong danh Giêsu ta ra lệnh mọi tà linh dị giáo, tà giáo, những tà linh đứng đằng sau những giáo lý đã tiêm nhiễm trong đầu, trong tâm trí của anh em ta, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em đặt tay vào đầu của mình. Nhưng anh chị em đã từng bị những cái đó, đặt tay vào đầu của mình. Tôi công bố mọi neuron thần kinh của anh chị em phải được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tự do trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài Lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tự do, tự do, tự do, tự do. Wow, Chúa đang dẫn dắt tôi nói một điều nữa. Trong 440 mấy anh chị em ở đây, phòng Zoom ở đây, phòng nhóm ở đây, tôi biết, Chúa cho tôi biết có những anh chị em đã từng luyện tập những thứ như là nhân điện,
yoga, ngồi thiền, rồi học bùa, tất cả những cái điều đó đã từng. Và giờ này những thứ đó nó rất ảnh hưởng đến sức khỏe của anh em. Thậm chí anh em thấy những hiện tượng lạ, những tiếng nói lạ trong đầu, trong tai của mình. Anh em không thể tập trung, xương khớp đau nhất, mình mẩy đau nhất. Hãy nghe lời tôi cầu nguyện và được tự do giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền đó, tôi công bố toàn bộ những tà linh đứng đằng sau những thực hành phi kinh thánh đó, những con quỷ đứng đằng sau những thực hành phi kinh thánh đó, ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu. Ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu. Ta ra lệnh mày, tà linh con rắn của yoga, hãy đi ra khỏi thân thể họ. Đi ra. Những tà linh của những sự giả mạo, những quy luật giả mạo ở trong ngôn điện, ở trong thiền, trong tất cả những thứ này, rơi trong bẫy cái mày trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Hãy đi ra khỏi người họ giờ này. Ta ra lệnh cho những quy luật này đi đi. Đi đi, đi đi, đi đi, đi đi hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu, phải được tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Mọi nguồn lực, mọi cánh cổng đã mở ra cho Satan đóng lại giờ này. Mọi cánh cổng năng lượng mở ra cho Satan bị đóng lại giờ này. Mọi cánh cổng mở ra cho Satan bị đóng lại giờ này trong danh Giêsu Christ quyền năng. Và những anh em nào đang ở trong số mà tôi đang nói đó, mà thường xuyên thấy bị đau đầu, tức là rất đau đầu, anh em đặt tay lên đầu giờ này. Tôi công bố sự chữa lành. Tôi công bố sự chữa lành. Cơn đau đầu này bởi tà linh ra, ta trói buộc mày, tà linh đau đầu này đi ra khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ra khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ra khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, tự do trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Những ai thờ cúng những điều đó đó, và bây giờ xương khớp đau nhất, những ai từng đội bát ngang lên đồng, đội khăn đỏ để nói những điều cho ma quỷ nhập vào, bây giờ đau nhất toàn thân, hãy được tự do. Tôi công bố anh em được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi công bố sự tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi công bố sự tự do trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hãy nghe tôi nói đây. Tôi thấy một người nữ, không ạ, đau ở cái hông, và hiện nay đang chống tay vào trong hông, và xoa bóp. Tôi công bố người đã được tự do và chữa lành. Tôi công bố người nữ này tự do và chữa lành. Hãy giơ tay lên ngợi khen Đức Chúa Trời. Lên và tự do trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Lên và tự do hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Cúi xuống, cúi lên, cúi xuống, cúi lên, cúi xuống, cúi lên. Tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Mỗi một bạn trẻ, những ai đau yếu bệnh tật, hãy đặt tay vào cơ thể của mình, chỗ đau đó, trên xương, trên ngực, trên tim, trên gan, trên phổi, trên đầu, bất cứ chỗ nào anh chị em đau, trong danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện. Tôi tuyên bố trong danh Chúa Giêsu, hỡi mọi bệnh tật, ta di dời mày ra khỏi những thân thể này. Trong danh Chúa Giêsu, ta di dời mày ra khỏi những thân thể này. Ta di dời mày ra khỏi những thân thể này. Dù đó là bệnh đau đầu, trong gan, trong thận, những khối u ung thư, ta di dời mày ra khỏi những thân thể đang đặt tay vào chỗ đó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta di dời hoàn toàn, ta chia cắt bệnh tật ra khỏi những thân thể đang ở trước màn hình này giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta chia dời toàn bộ bệnh trong gan, trong bao tử, trong đường ruột, trong xương, trong máu, trong hậu môn, trong tử cung, trong danh Chúa Giêsu, ta di dời bệnh này ra khỏi những thân thể hạ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong tim hãy lành, trong phổi hãy lành, trong tai mũi họng hãy lành, trong thần kinh hãy lành, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong xương khớp hãy lành. Ta di dời mày đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta di dời. Anh chị ơi, hãy đón nhận sự chữa lành. Tôi công bố cho được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi công bố được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi công bố bệnh anh chị đã được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận. Vì lời của Chúa nói rằng bởi lần rồi ngày chiều anh chị đã được chữa lành. Bởi lần rơi của ngày chiều mà anh em đã được chữa lành. Hãy tạ ơn Chúa và thấy mình được lành trong lời của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Wow, được lành. Lành đi. Mọi khối u được lành. Những ai đột quỵ, những ai bị tê liệt, những ai bị liệt một bên người, những ai liệt tay, liệt chân, hãy nghe đây, tôi kêu sự sống trên thân thể ông bà anh chị em giờ này. Hãy đón nhận sự sống trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận sự sống trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận sự sống trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nhận đi. Tay chân hãy hoạt động nào. Thần kinh hãy hoạt động nào. Những gì lưỡi hãy được phục hồi.
Liên hãy được phục hồi, liên hãy được phục hồi. Những ai đang nằm trên giường hãy ngồi dậy và đi nào. Ngồi dậy và đi trong danh Giê-xu. Tôi truyền lệnh, ngồi dậy và đi trong danh Chúa Giê-xu quyền năng giờ này. In Jesus mighty name. Lành đi, lành đi, lành đi, phục hồi đi, lành đi, phục hồi đi. Tay chân các dây thần kinh lên và phục hồi, lên và phục hồi. Những ai đang méo miệng hãy sửa lại. Những ai đang có cơ mặt bị tê bị dại hãy lành đi. Những ai tê cứng trong người hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này, hãy được lành. Những ai đang nằm trên giường bệnh hãy ngồi dậy giờ này, đứng dậy giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi công bố sự chữa lành, tôi nói sự chữa lành trên anh chị em. Hãy được lành bệnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng và tự do, 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 tự do. Những người đột quỵ được tự do, những người đột quỵ được tự do, tự do trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Tôi nói với những người cao huyết áp và tiểu đường, tôi hủy bỏ cao huyết áp trên anh chị em. Tôi hủy bỏ cao huyết áp trên anh chị em trong danh Chúa Giêsu. Tôi hủy bỏ cao huyết áp trên anh chị em trong danh Chúa Giêsu. Tôi hủy bỏ tiểu đường trên anh chị em trong danh Giêsu. Tôi nói rằng hệ thống anh chị em không phụ thuộc vào insulin nữa. Tôi hủy bỏ phụ thuộc vào bệnh tiểu đường trên anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lành, hãy lành, hãy lành, hãy lành, hãy lành, hãy lành, hãy lành. Oh hallelujah. Những ai đang bệnh thận hãy nghe đây. Tôi phục hồi quả thận của anh chị em. Tôi phục hồi quả thận của anh chị em trong danh Chúa Giêsu. Anh chị em không phụ thuộc vào thuốc, không phụ thuộc vào chạy thận. Phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chữa lành, chữa lành, chữa lành, chữa lành, chữa lành. Khả năng lọc máu được chữa lành. Thận được phục hồi. Sỏi thận phải đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Sỏi thận phải đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Sỏi thận phải đi ra trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. In Jesus mighty name. Những ai đang đau vai gáy và đau cột sống, đau xương, đau khớp đó, bị rút, bị đau xương, đau khớp, tôi nói hãy lành đi, lành đi, lành đi, lành đi, lành đi. Các đĩa bệnh trong cuộc sống anh chị em được phục hồi giờ này. Các đĩa bệnh trong cuộc sống của anh chị em được phục hồi giờ này. Những gì vôi hóa trong xương anh chị em được phục hồi giờ này, được chữa lành giờ này, được chữa lành giờ này. In Jesus mighty name. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu, tôi nói sự chữa lành cho anh chị em giờ này. Trên xương, trên khớp, trên vai, trên gáy, trên cuộc sống, xương đầu gối, những gì tràn dịch trong khớp gối hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Tôi nói với những khối u của anh chị em, anh chị em đang bị ung thư, ung thư trên ngực, ung thư trong phổi, ung thư di căn, ung thư tử cung, ung thư trong gan, ung thư trong xương, trong máu, tất cả những căn bệnh liên quan đến ung thư, tôi hủy bỏ mọi khối u này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi những khối u này tan đi, biến đi, teo đi và ra khỏi những cơ thể của họ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được chữa lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tan khối u này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những di căn này ta hủy bỏ mày. Những tế bào ung thư này ta hủy bỏ mày. Những nguyên lực đằng sau những khối u này ta hủy bỏ mày. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy lành, hãy lành, hãy lành, hãy lành, hãy lành, hãy lành, hãy lành giờ này. Ô rabakasha katarabadi Hallelujah. Wow, cảm ơn Ngài. Khuỷu tay được chữa lành. Wow, tôi đang nhìn thấy hình ảnh một người có khuỷu tay đang đau. Khuỷu tay đây, đang đau được chữa lành. Lành hoàn toàn. Hãy vui mừng tạ ơn Chúa và nhảy nhót nói rằng cảm ơn Chúa đã chữa lành khuỷu tay của con. Wow, hallelujah, cảm ơn Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài. Ngợi khen Chúa thật nhiều. Ngợi khen Chúa thật nhiều. Tôi thấy phép lạ đang xảy ra. Sự chữa lành đang xảy ra. Sự giải cứu đang xảy ra, sự tự do đang xảy ra, báp têm thánh linh đang xảy ra. Anh em đang đây dậy, đây dậy sự thăm viếng, đây dậy sự thăm viếng, đây dậy sự thăm viếng, đây dậy sự thăm viếng. Oh hallelujah. Vinh quang thuộc về Chúa Giêsu của chúng ta. Vinh quang thuộc về Chúa Giêsu của chúng ta. Vinh quang thuộc về Chúa Giêsu của chúng ta. Oh hallelujah. Tạm tạ Chúa lên trên. Tôi muốn anh chị em thay đổi cách nói giờ này.
Hãy nói rằng con đã được chữa lành, bệnh con đã được chữa lành, nan đề con đã được giải quyết, tình trạng của con đã được giải quyết, con đã được tự do trong danh Chúa Giêsu. Hãy nói đi anh chị em, nói đi. Và anh chị em ơi, ghi những lời làm chứng của anh chị em xuống cho tôi đọc. Một vài lời làm chứng để tôn kính Chúa nào, để tôn vinh Chúa nào. Hãy ghi những lời làm chứng của anh chị em xuống nào. Chúa vừa làm gì cho anh chị em? Hãy ghi xuống bên dưới để tôi tôn cao Chúa cùng với anh chị em nào. Hallelujah, cảm ơn Ngài thật nhiều. Hallelujah. Ghi xuống anh chị em, ghi những gì Chúa vừa làm để tôi cùng với anh chị em tôn kính Chúa của chúng ta. Đấng quyền năng, yes, đã được tự do, đã được giải quyết. Amen. Hãy tuyên xưng, hãy tuyên bố. Đúng rồi, tình trạng mình đã được giải quyết, bệnh mình đã được chữa lành. Wow, Chúa đã chữa lành khuỷu tay cho con. Wow, tạ ơn Chúa. Tuyệt vời. Chị em thấy không ạ? Cảm ơn Chúa con đã được chữa lành. Thảo Khoa với lại Kim Dung, cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước. Con ngáp và chảy nước mắt rất nhiều. Lê Hằng, Uyên Trần, em ơn Chúa. Chúa đã chữa lành trong danh Giê-xu. Wow, cảm ơn Ngài, Tiếp tục đem cho em làm chứng. Amen. Làm chứng nào. Cảm ơn Chúa. Huyền Sơn đã được tự do. Cảm ơn Ngài. Mỹ Thư, cảm ơn Chúa con đã được lành. Hãy nói cụ thể mình lành bệnh gì. Amen. Oh, wow, hallelujah. Viêm son được chữa lành. Con bị cảm xúc khi cầu nguyện con bật dậy, con đã được chữa lành. Na Lay, cảm ơn Chúa. Con đã cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Thắt lưng, cảm ơn Chúa. Amen. Chữa lành thắt lưng. Con cầu nguyện thứ mới rất nhiều. Cảm ơn Chúa. Ngâm Linh thì ngáp và chảy nước mắt nhiều, được tự do. Tiên, cảm ơn Chúa chữa lành đau vai gáy. Wow, cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên trên. Comment. Vinh hiển thuộc về Chúa. Ha Paulo, tạ ơn Chúa thông qua lời cầu nguyện một xem đã được chữa lành bệnh đau vai gáy và đau hông. Cảm ơn Chúa. Wow, tự do, tài chánh nữa. Amen. Wow, nhiều lời chứng quá, rất là tuyệt vời nha. Vinh hiển chúc tôn thuộc về Ngài. Amen. Văn Trương, ok, tiếp tục lên trên. Hãy viết những lời chứng của mình, mình cảm nhận điều gì thực tế vừa xảy ra trong giờ là giờ cầu nguyện vừa rồi. Hãy ghi xuống để chúng ta cùng nhau tôn kính Chúa. Amen. Cảm ơn Ngài. Amen. Wow, tạ ơn Ngài. Ồ, chữa lành đầu và vai gáy. Wow. Huyền Sơn, cảm ơn Chúa đã chữa lành cho con. Tuyết Mai, cảm ơn Chúa con đã được Chúa chữa lành bệnh đau đầu qua tôi tớ của Chúa. Wow, cảm ơn Chúa. Cô Ri Nguyễn đã được đau vai gáy và khuỷu tay được chữa lành. Wow, tạ ơn Ngài. Con được khỏi đau khuỷu tay phải. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Wow, tấm lòng được vui mừng. Quá nhiều những phép lạ anh chị em thấy không ạ? Bởi lời cầu nguyện mà Đức Thánh Linh hành động và danh của Chúa hành động. Cảm ơn Ngài. Chúa đồng chạm con, cảm thấy nhẹ nhõm bình an. Đó cũng là phép lạ. Cảm ơn Chúa con đã hết cảm rồi. Đó cũng là phép lạ. Wow, cảm ơn Chúa thật là nhiều. Phép lạ. Xin Chúa chữa lành cho Thái Thiên Hà bệnh đau dạ dày giờ này. Đặt tay vào dạ dày của mình và nhận lãnh sự chữa lành. Tôi giải phóng anh em. Wow, Kim Đinh, Bao Linh được lành bệnh. Pride to God. Amen. Oh, cảm ơn Chúa. Tiếp tục ghi một số những lời chứng anh chị em. Sắp hết rồi, còn 5 phút nữa thôi. Anh chị em cố gắng ghi những lời chứng của mình để tôn kính Chúa nào. Tạ ơn Ngài thật là nhiều. Amen. Cảm ơn Ngài. Rồi anh chị em, cảm ơn Chúa. Bây giờ khỏi đầu gối, chữa lành đầu gối của Thao Vũ. Vũ Thao chữa lành đầu gối. Ồ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về phép lạ này. Amen. Cảm ơn Chúa. Rất là diệu kỳ. À, Paulo, con cảm ơn mục sư nhiều lắm. Em rất vui được khích lệ và tự tin hành trình theo Chúa. Amen luôn. Tạ ơn Ngài. Rồi ông bà anh chị em, cảm ơn Ngài thật là nhiều vì ông bà anh chị em đã theo dõi bài học của tôi hôm nay. Một lần nữa, thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân, tôi gửi lời chúc phước đến hơn 400 ông bà anh chị em đang có mặt ở nơi này. Nguyện Chúa tiếp tục đồng hành với anh chị em. Nguyện Chúa tiếp tục chữa lành, giải cứu, ban ơn. Và đặc biệt, ông bà anh chị em ơi, hãy nói tiếng lạ thật nhiều mỗi ngày.
Mọi bệnh tật, mọi nan đề, mọi hoàn cảnh sẽ được hóa giải. Bạn chỉ được kết nối vào với Chúa, và không khí thiên đàng sẽ ngự trị tại ngôi nhà của anh chị. Hãy biết ơn Chúa điều đó nha. Xin Chúa ban phước. Một lần nữa, tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Môn Dân cảm ơn và chúc phước ông bà anh chị em. Và hẹn gặp lại ông bà anh chị em vào tối thứ sáu tuần này. Chúng ta sẽ lại học lời Chúa, được nghe những lời làm chứng và cầu nguyện. Amen. Dạ, ông bà anh chị em hãy chuẩn bị những lời chứng của mình để thứ sáu này mình làm chứng nha. Những gì Chúa làm trên cơ thể, trên tâm hồn, trên đời sống tâm linh của mình, hãy làm chứng một cách mạnh mẽ để làm vinh hiển danh Ngài. Tôi nói với anh chị em nè, thế giới này rất cần những lời chứng của anh chị em. Thế giới này cần biết Chúa Giêsu. Amen không ạ? Cần biết Chúa Giêsu. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ông bà anh chị em. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.